Yuki tô vẽ. Xin chào các em, hôm nay chúng ta cùng tô màu lấp lánh cho hoa hướng dương và chú ong vàng nha. Chỉ có một chú ong thật là đáng yêu nè. Thêm một bông hoa hướng dương hay còn gọi là hoa mặt trời nữa nha. Ong mặt trời trên cao. Một đám mây trên bầu trời. Thêm một đám mây nữa nè. Đầu tiên chị sẽ tô màu cho chú ong. Màu vàng lấp lánh nè. Các chú ong đi lấy mật từ các bông hoa. Mật là thức ăn dành cho cả bầy ong. Ong bay từ bông hoa này sang bông hoa khác để phát tán phấn, giúp cho nhiều bông hoa nữa được mọc lên. Các em biết không, ong có thể bay cách xa đàn của chúng lên đến 2 km. Đó là một quãng đường dài đối với những con ong nhỏ xíu, phải không nào? Tiếp theo là màu nâu cho phần thân còn lại. Hai cái cánh màu vàng chanh nữa nè. Theo mình cùng tô màu hoa hướng dương nha. Ong mặt trời óng ánh. Thêm đám mây màu xanh dương nữa nha.